Rồi như vậy trong cái file này thầy có gửi cho các bạn và nó có các tiêu chí chấm điểm và rất nhiều tiêu chí. Để mà chấm được cái điểm lớp 2 của các bạn thì khá là nhiều tiêu chí. Cho nên là giả sử đi, chúng ta sẽ có cảm nghĩ nè. Rồi review học tập tại trường. Tức là hôm trước thầy nói các bạn là trường, rồi lớp, rồi không gian học tập từ dưới sảnh lên đến trên lầu. Các bạn muốn quay gì, muốn chụp gì, muốn ghép vào trong đó là được. Và nhớ là trong video của các bạn, cái đoạn này nó nằm ở phút thứ mấy. Thì trong cái phần detail ở phía dưới á, các bạn nhớ note lại cho thầy. Để khi mà thầy chấm điểm, thầy bấm vô một cái là nó xuất hiện liền, cho nó nhanh. Cái tiếp theo là cái phần cảm nghĩ này nè. Như vậy phần cảm nghĩ này tất nhiên là về hình ảnh thì nó sẽ không thể hiện được. Thì phần này các bạn sẽ dùng lời nói để các bạn chia sẻ về cảm nghĩ của các bạn. Như vậy thì khi mà các bạn làm được phần cảm nghĩ này thì gần như là cái phần lồng tiếng thêm của các bạn là có điểm. Làm một vị trí mà có được 2 cột điểm luôn. Đó. Nếu như bạn không làm phần này thì gần như là bạn mất 2 phần điểm như chỗ này. Cho nên chú ý chỗ này nhé. Rồi review này, nội dung chương trình môn học. Thì cái phần này chúng ta đã chia sẻ từ đầu ở trên Classroom của chúng ta. Chia sẻ từ đầu ở trên Classroom về cái nội dung để mà làm giai đoạn 2. Thì trên này, không, thầy chia sẻ ngay từ đầu. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 chúng ta vào là thầy đã chia sẻ rồi. Đó là nội dung của chúng ta có 3 phần chính. Cảm nghĩ và những hình ảnh không gian học tập. Review lại nội dung cốt lõi của bài học, của các bài lab. Chia sẻ hình ảnh video các buổi học, ngồi khóa. Như vậy mình có được 3 cái nội dung chính và thầy đã đưa vào các cái cột điểm ở đây. Như vậy để mà review được các cái nội dung mình học thì chúng ta có thể review qua cái đề lab chẳng hạn, hoặc là các bạn review qua cái slide. Vậy trong cái nội dung của lab hoặc slide, mình thấy cái bài nào ở trong này mà mình thấy nó hay, nó ấn tượng trong bài học thì mình có thể là review lại cái bài tập đó. Cái yêu cầu liên quan đến tạo user trên máy chẳng hạn. Ví dụ như là trước đây chúng ta dùng máy tính thì chỉ có một user thôi. Nhưng mà sau khi mà chúng ta đã làm bài lab 1 này thì chúng ta có thể tạo thêm một user nữa. Và khi mà các bạn muốn cho một người khác mà xài máy tính của mình thì các bạn có thể là chuyển cho người ta cái user mà mình mới tạo để mà cùng đăng nhập vô máy của mình. Nhưng mà user đó không phải là quyền admin. Như vậy là một số cái thay đổi trên máy của chúng ta là yên tâm. Đó là các bạn đã review xong bài lab 1. À, rồi đối với lại bài lab 2. Thì trong bài lab 2 này em tâm huyết nhất là bài về chọn cấu hình máy. Ví dụ trước đây thì em nghĩ là chọn cấu hình máy cứ chọn đủ số tiền là được. Nhưng mà sau khi mà học xong bài slide 2 và làm lab 2 thì việc chọn cấu hình máy của chúng ta phải chọn cấu hình làm sao nó phù hợp, nó tương thích giữa các cái thiết bị. Và chúng ta chọn được một cấu hình hoạt động tốt nhất với một cái giá tiền mà chúng ta có. Như vậy là chúng ta đã review xong cái lớp 2, review xong nội dung của 2. Và tương tự như vậy đối với lại bài 3. Bài 3 thì chúng ta review cái gì? Bài 3 thì nó cũng rất là dễ. Bài 3 là chúng ta đã biết cài được Windows, cài được Office, cài được bộ gõ. Và em tự tin là có thể cài máy của mình nếu như mà có sự cố, hoặc là cài máy của mọi người để mà cài đặt là Windows, em không cần phải mang ra tiệm nữa. Ví dụ vậy là mình đã nêu được cảm nghĩ rồi. Mình làm được 8 bài. Mỗi bài mình review xíu. Và mình mở sẵn 8 bài lên. Cứ mở sẵn 8 bài lên đây. Thầy đang review cho các bạn 3 bài thôi. Thì các bạn cứ mở sẵn 8 bài ở 8 cái tab này. Thì bạn cứ bấm qua bài review, bạn nói, bấm qua review nói. Mình nói nhanh mà. Thì cứ bài lab đó mình tâm huyết câu nào là mình view trước đi, mình có cái ý tưởng trong đầu trước đi thì mình bấm qua là mình nói liền. Còn không thì các bạn cứ review mỗi bài lab là một đoạn ngắn, sau đó mình ghép lại.
cắt ghép lại thôi. Rồi như vậy là xong cái phần review nội dung bài học ha. Đến hoạt động ngoại khóa buổi thứ 17 hoặc là các cái hoạt động ở đây là cái mục thứ ba nè, chia sẻ hình ảnh video các buổi học. Như vậy hôm trước chúng ta cũng có một số cái hình ảnh mà thầy chụp hoặc là các bạn chụp, hoặc là hình ảnh cái video mà đập hộp chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì các bạn cứ ghép vào thì nó sẽ có được cái hình ảnh là buổi thứ 17 kèm theo các hoạt động học tập trên lớp. Như vậy mỗi phần này là bạn có một điểm 10% và bạn có một điểm. Như vậy nếu bạn làm được, thầy ghi nhận các bạn là chỗ này 10 thì các bạn có một điểm trong điểm chung. Còn nếu mà thầy ghi là 5 thì các bạn có được nửa điểm trong phần điểm chung. Như vậy tất cả thang điểm là thầy chấm 10 hết. Rồi nó nhân theo cái tỷ lệ này, nó sẽ ra điểm của các bạn. Độ dài video, video của chúng ta yêu cầu là 5 phút. Nếu mà bạn nào trên 5 phút là phần này 10 điểm. Còn dưới 5 phút thì sẽ thấp hơn. Như vậy chỗ này không lý, không lý gì mà các bạn lại không đạt 10. Đúng không? Mình ghép vô mà mình thấy mà chưa đủ 5 phút thì mình tìm video thêm, mình tìm hình ảnh thêm để mình ghép vào. Rồi intro outro này 10 điểm, thầy đánh giá phần này rất cao. Và các bạn nếu mà làm intro hay thì các bạn có được 10 điểm. Và thầy nhắc lại cái phần intro này bởi vì thầy có nghe một thông tin là các bạn sẽ dùng intro chung, và chỗ này tuyệt đối không dùng chung. Bởi vì intro này của các bạn nó sẽ giới thiệu mình đang là sinh viên của FPT Polytechnic, mình mã số gì, tên gì. Và cái bài này là bài assignment giai đoạn 2 của môn học câu 1014 tin học cơ sở. Như vậy thì trong cái phần intro của các bạn đó, các bạn để các cái thông tin đó ở đâu cũng được, nhưng nó có giới thiệu về cái này. Nó giống như là một cái phần trailer của một cái đoạn phim của các bạn. Đó, giới thiệu thành phần, giới thiệu diễn viên, giới thiệu vai diễn gì đó. Như vậy chỗ này, intro này của mỗi bạn mỗi khác. Nếu như intro của các bạn mà các bạn làm ở trên mạng mà nó có cái free á, mà các bạn làm mà các bạn không gắn thông tin các bạn vô thì cái điểm này nó sẽ không đạt 10. Nó không đạt 10. Bạn muốn đạt 10 điểm của phần intro thì phải có thông tin của trường, của mình, rồi nội dung và assignment giai đoạn 2. Tức là thầy muốn nhìn thấy cái intro này của từng bạn, mỗi bạn làm riêng cho mình. Được chưa nào? Và cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái bài mà bảo vệ assignment của mình đó. Bài bảo vệ assignment của mình nó chỉ có trong vòng 60 phút thôi. Như vậy nếu mà cái ngày bảo vệ mà mình lên, mình mới đi tìm intro, mình mới design nó thì nó rất là chậm. Như vậy các bạn design trước đi. Thầy đưa cái đề mẫu luôn rồi đó. Không, mình chỉ lên mình thay thế là ngày hôm đó thầy yêu cầu các bạn làm cái gì. Ví dụ hôm nay là mình yêu cầu là Google Doc. Buổi hôm sau mình lên bảo vệ thầy yêu cầu các bạn làm Google Slide. Thì các bạn chỉ cần đổi cái chữ Google Doc thành Google Slide là xong cái phần intro. Như vậy mình có cái intro cho ngày bảo vệ. Như vậy thì mình có thể chuẩn bị trước. Outro. Outro này thì thank you rồi gì đó thì cũng dễ. Lồng tiếng, hồi nãy nói rồi, nếu mà trong cái đoạn này mình review, mình có lồng tiếng của mình vào và cảm nghĩ của các bạn, à mình học môn học này thì sao, mình học ở Epoly thì cảm giác thế nào, trước khi mình vào trường thì mình nghĩ nó làm sao, sau khi vào trường mình nghĩ, mình cảm giác nó làm sao, thì mình chia sẻ cái cảm nghĩ của các bạn. Thì phần này là điểm của lồng tiếng 5%. Nhạc nền, cái nhạc nền này các bạn để có được 10 điểm. Tất nhiên các bạn mà có chèn nhạc vô thì các bạn có điểm rồi. Nhưng mà để đạt được 10 điểm thì các bạn sẽ xem phù hợp giúp cho thầy, nhạc cũng vừa phải, không có quá lớn, để khi mà mình nghe hoặc là khi các bạn thuyết trình thì có thể là các bạn sẽ có nhạc nền, nhưng mà cái đoạn thuyết trình của các bạn á, thì nhạc nền nó nhỏ thôi. Các bạn hay xem những cái video về review phim chẳng hạn, hoặc là đọc truyện nữa đó, đọc thơ đó, người ta cũng ghép nhạc nền. Nhưng mà nếu mà không nghe tiếng thì mình nghe nhạc,
Còn nếu mà có nghe tiếng thì vừa có tiếng vừa có nhạc, nhưng mà nhạc rất nhỏ, là cái đoạn đó thôi. Còn cái đoạn phía sau có thể mình cho nhạc volume nó lớn lên tí. Thì trong cái phần Camtasia nó cũng cho mình cắt âm thanh ra và mình chỉnh volume của nó lên xuống. Transition là chuyển cảnh. Như vậy chuyển cảnh này thì tất nhiên từ cái ảnh này sang ảnh khác thì bạn phải chuyển cảnh từ video này sang video khác. Bạn phải chuyển cảnh. Nhưng mà chuyển cảnh làm sao nó mịn, nhìn nó dễ, dễ nhìn. Rồi canal thì thường chúng ta sẽ ví dụ như là review lap 1, review lap 2, review lap 3 thì ngay chỗ những cái đoạn bắt đầu đó. Khi mà mình quay thì mình cứ quay thôi. Nhưng mà lúc mình biên tập lại á thì mình nghe à chỗ này mình đang review lap 5 thì mình insert cái canal vô, mình để là mình đang review lap 5 chẳng hạn. Hoặc là có cái trò chơi gì đó thì mình review à cái chỗ này mình canal để cho mọi người biết là đây là lớp của mình đang chơi trò gì. Thì rất là nhiều thứ để chúng ta đưa được con em vào. Zoom. Zoom. Như vậy zoom phải có ý nghĩa. Zoom phải có ý nghĩa. Tức là trong những cái quá trình mình đi quay của trường. Ví dụ như lúc đầu là mình quay xa. Sau đó mình zoom cận cảnh một cái gì đó. Hoặc là cái trò chơi. Ví dụ lúc sáng có một bạn đã đưa lên một cái video. Ví dụ cái video nó có cái phần trò chơi mà nó có những cái thứ thú vị thì các bạn có thể là zoom nó lên. Đây, đây đây, ví dụ như cái đoạn này đi. Rồi, đó ví dụ như vậy. Đặt lên. Rớt tiếp đó. Ví dụ như chỗ này các bạn có thể vừa zoom cái góc này lên để cho mọi người thấy là một cái trò chơi rất là thú vị. Không phải một mình mà trò chơi này là trò chơi đồng đội. Chúng ta cần phải có hiểu ý nhau, các bạn phải kết hợp mới đảm bảo được sự cân bằng. Rồi, các bạn có thể là slow motion chỗ này là khi đặt lên cái bắt đầu mình cho nó chậm lại. Bạn này đặt lên cái mình nghĩ là ok. Nhưng mà sau khi đặt lên cái mình cho nó chậm, cái mình thả ra bình thường cái nó rớt. Như vậy thì mình có thể xử lý chỗ này cho nó hợp lý. Như vậy thì cái đoạn của các bạn để đạt được 10 điểm, tất nhiên là các bạn có zoom in zoom out thì các bạn có điểm. Không đẹp cũng được, không hay cũng được, miễn có là có điểm, nhưng mà không phải 10 điểm. Còn nếu như mà các bạn zoom mà hợp lý thì cái phần zoom của các bạn là 10 điểm. Tức là bạn sẽ có được 0,5 điểm trong cái bài tổng của các bạn. Logo của FPT, logo FPT thì các bạn đặt logo ở đâu trong cái đoạn video của bạn cho nó hợp lý thì cái này gần như là các bạn được full điểm chỗ này. Tức là bản thân là được nửa điểm chỗ này rồi. Ha, đặt cái logo ở một cái góc hợp lý. Thế là có nửa điểm. Nếu mà bạn nào mà không đặt thì tự nhiên mất vô lý. Và cái logo này cố gắng đặt suốt trong quá trình 5 phút của mình nhé. Không được bỏ đoạn nào hết. Logo. Rồi nhanh chậm, mà hồi nãy thầy mới nói xong. Ha, với cái cảnh nào đó, các bạn tạo ra cái sự nhanh chậm hợp lý để tạo cái sự hấp dẫn cho cái đoạn phim của mình thì các bạn nhanh chậm. Và nó có 5 điểm với một cái video mà thầy cảm giác về cái điểm sáng tạo của bạn kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh rồi video, rồi cảm nghĩ, nói chung là nhìn thấy ghiền á là tự nhiên có 5 điểm. Tự nhiên có 0,5% điểm. Tức là có nửa điểm về phần phần ghiền. Rồi, đăng video lên Facebook của các bạn và check in địa điểm là hôm trước thầy cũng giới thiệu rồi, cao đẳng FPT và tag 5 người bạn trong đó. Như vậy lúc này trong cái bài báo cáo của các bạn á, cái framework á thì các bạn đưa cái đường link YouTube là một, đưa cái đường link Facebook mà các bạn share là hai. Không, các bạn share lên trang cá nhân của các bạn rồi các bạn copy cái đường link đó và các bạn muốn chắc ăn mà có điểm cái phần này thì các bạn nhờ bạn của mình check giùm cho thầy cái đường link mà mình muốn đưa lên á, thử xem là
có đúng là khi mà thầy click vô thầy có thấy được cái bài của các bạn hay không. Phải đảm bảo rằng việc đó là đúng. Thầy phải click chuột vô, thầy thấy được cái bài của các bạn thì lúc này điểm của các bạn mới có. Ví dụ các bạn post lên mà các bạn thiếu check-in thì không đạt 10 rồi. Các bạn tag không có 5 người bạn trong đó thì cũng không đạt 10 rồi. Còn nếu mà các bạn có up lên Facebook thì có điểm, nhưng mà không phải là 10. Rồi. Đăng lên TikTok, YouTube thì tất nhiên cái bài của chúng ta là gì? Đăng lên YouTube thì bạn đã có điểm chỗ này rồi. Nhưng mà nếu mà bạn có một cái đoạn bạn đăng lên TikTok nữa thì ok. Rồi. Tổng điểm. Và chúng ta có một cái điểm bonus nè. Điểm cộng. Điểm cộng của chúng ta, hôm trước thầy có nói rồi, power của các bạn là điểm cộng cho cái bài assignment giai đoạn 2 của các bạn. Đó. Như vậy thì ở đây mỗi bạn đều có điểm cộng của mình, nhưng mà cộng bao nhiêu điểm thì tùy thuộc vào cái power của các bạn trong cái quá trình học tập của các bạn có điểm. Và thầy không có khái niệm là bạn cộng bao nhiêu điểm, mà thầy chỉ có khái niệm ai là được cộng nhiều điểm nhất trong lớp là 100%. Đó, cho nên cái khái niệm điểm cộng của thầy nó cũng hơi khác. Ví dụ bạn cộng 50 điểm thì bạn cũng là cao nhất, mà bạn cộng 10 điểm mà những thành viên khác trong lớp cộng ít hơn bạn thì cũng là 100% là sức mạnh bạn lớn nhất. Đó là phần power. Cho nên là trong quá trình học mà các bạn có được điểm cộng thì cái điểm cộng của bạn ở đây. Và tổng điểm của mình. Như vậy thì cái bài của các bạn link Facebook thì khi mà các bạn có copy cái đường link mà share của các bạn vào á thì lúc đó thầy sẽ thấy được cái bài của các bạn đăng. Ví dụ như là ở lớp trước có một cái bài cũng rất là tốt, cho nên thầy đã chia sẻ ngược lại trên cái trang của thầy để mà thầy giữ lại để cho các bạn thấy là mọi người đăng bài và tag vô như thế nào. Đây, ví dụ như là bài của bạn Minh Trung thì trên trang của bạn Minh Trung có đăng cái bài FPT Poly cơ sở 3. Không, cái này là cũ rồi, cái này là đăng cũ rồi. Còn cái của mình là cái trang mới á, là cao đẳng FPT đó. Và bạn này cũng tag 5 người. Khi thầy nhìn vào đây thì các bạn đảm bảo được cái cột điểm của chúng ta là cột điểm này 5%. Như vậy thì mỗi bạn tự làm cái bài giai đoạn 2 của mình và các bạn cảm nhận, tự cho điểm vô đây thì bên này thầy đã đặt công thức rồi, nó sẽ tính điểm chung của các bạn là bao nhiêu. Nó sẽ cho điểm chung của các bạn ở đây. Là mỗi bạn sẽ cảm nhận được là mình đang thiếu cái gì. Ví dụ các bạn đang thiếu phần thuyết trình thì chỗ này không điểm, và phần thuyết trình chỗ này không có thì chỗ nào neo cảm nghĩ. Nếu như mà bạn không có thuyết trình mà bạn cảm nghĩ bằng chữ đi, bạn chạy con nào bạn chạy chữ để neo cảm nghĩ thì cái chỗ này cũng rất là khó cho thầy, bởi vì thầy nghe nó sướng hơn là thầy đọc. Đúng không? Cho nên là chỗ này giả sử không phải là 10 mà chỉ là 7 thôi đó. Rồi lúc đó thì cái cảm nhận của giảng viên chỗ này, cảm nhận giáo viên chỗ này giả sử 8 hoặc 9. Rồi sự sáng tạo của bạn, nếu mà cái sáng tạo là nãy chỗ này thầy nói là nó lôi cuốn á, mà nếu trừ khi bạn làm cái video của bạn mà thực sự cực kỳ hấp dẫn mặc dù bạn không nói chữ nào hết thì điểm sáng tạo này vẫn có thể là 10 đó. Rồi chúng ta sẽ có điểm chung của chúng ta ở đây là 9.1 cộng thêm nửa điểm nếu có là 9.6, còn nếu không thì chỗ này không được cộng thì chúng ta vẫn là 9.1. được chưa? Như vậy các bạn tự biết mình thiếu cái gì, tự biết mình cái gì đã ok thì các bạn cảm nhận cái bài của mình và các bạn cho điểm vô đây.
Nếu sau khi các bạn cho điểm xong mà các bạn thấy ô mình mới 7 điểm à, cố gắng tí nữa, thì các bạn thấy điểm của mình luôn thì các bạn mới tự điều chỉnh điểm của mình được. Còn nếu không thì các bạn cứ im im, các bạn làm xong rồi các bạn nghĩ là ok, thì lúc mà lên thầy chấm cho các bạn điểm không cao thì nó không vui. Đó, thì có sẵn thang điểm rồi, thầy đã chuyển trên Zalo rồi, thì mỗi bạn tự chấm điểm cho mình, được chưa? Mỗi bạn tự chấm điểm cho mình, tải cái file này về, tự chấm điểm của mình và tự thể thấy thử là điểm của mình bao nhiêu, và mình sẽ cố gắng làm sao mà max 100%, 10 điểm. Hy vọng các bạn thế. Và những bạn mà có được điểm từ 8 trở lên, hôm trước mình có nói là gì? Được tham gia trong cái fanpage của trường để bình chọn video nào là nhiều like, nhiều share, nhiều comment nhất, thì nó có cái thang tính điểm phần này. Rồi sau khi mà post bài các bạn lên, việc thầy chia sẻ cái đường link cho các bạn và mỗi bạn tự PR cái bài của mình là chuyện các bạn sẽ tìm cách PR để làm sao mà bài của mình nhiều like, nhiều share, nhiều comment nhất. Được chưa? Và cái giải thưởng này là hôm trước thầy Lộc có chia sẻ với thầy, mà không biết là các bạn đã thấy được cái hình ảnh này chưa. Cũng tùy người nha. Đôi khi giải thưởng này là các bạn thấy hấp dẫn, nhưng mà có bạn thì thấy không hấp dẫn. Chứ không phải là cái này là một tài sản, là một cây vàng đâu. Tài sản này là tài sản gần như tinh thần. Đó. Đó. Tùy. Nếu như mà các bạn thích Denvo, thích một cái mũ mà nó có thần tượng của mình, thì các bạn thấy tài sản này nó rất là phần thưởng này nó rất là quý. Còn những bạn không thích thì thôi, phần thưởng này nó bình thường. Được chưa? Rồi, như vậy thầy đã trao đổi xong về cái nội dung của assignment giai đoạn 2 môn Com 1014 của chúng ta.